Chiều qua, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Đỗ Đào Bảo Duy, sinh năm 1997, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vào khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 2, lực lượng chức năng quận 3 nhận được tin báo xảy ra vụ cướp xe gắn máy tại góc ngã tư Rạch Bùng Binh, Nguyễn Phúc Nguyên. Qua thu thập tài liệu, Công an quận 3 nghi vấn Đỗ Trần Bảo Duy và Trần Ngọc Trọng, sinh năm 1986, là những kẻ tình nghi nhất nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận đã cùng nhóm đối tượng, trong đó có Trọng, đã thực hiện vụ cướp xe gắn máy nêu trên. Sau đó về đổi biển số xe nhằm qua mắt cơ quan điều tra. Kiểm tra tại nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 3 cây mã tấu tự chế dài gần 1 mét, cùng biển số xe gắn máy giả, phương tiện gây án. Duy còn khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt các vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố. Hiện công an quận 3 đang truy xét các đối tượng liên quan.